Xin chào mọi người và các bạn. Hôm nay mấy anh em lại tiếp tục đi bắt cá nha. Hôm nay dự định là sẽ đi bắt cá cách nhà khoảng 20 cây số nên là phải đi vỏ bằng máy. Bên sau bên chài nha. Rồi bắt sao lặng ha. Nặng máy rồi. Rồi sao nữa đi. Tắt tối. Nước cũng gần cạn rồi. Ở bên nhà ông chú cũng tiến hành xúc sò rồi nha. Ông đang đãi sò bên kia kìa. Anh Vin hả? Bây giờ anh em nãy cũng mới thả được dạo được hai con cá mà Vin. Có không? Giờ đưa ông cậu xuống cho ông thả coi. Hồi ô sò coi kìa. Quá nhiều luôn, sông này rất là nhiều sò các bạn. Rồi lên đường nha.
ông cậu ra tay nha. Vào lưới đầu tiên. Ô mặt trên gòn kìa. Ông gừng đó. Xa xa thằng cây gòn có ông ở tảng dưới đó. Gần cái mí dưới đó. Ông gừng đó các bạn. Khu này ông gừng với lại ông nghệ rất là nhiều. Tấp tấp vô mấy đám lá này có hồi phóng xong hết. Đâm rồi đó. Mọi người đang yên lặng đợi cá đâm. Cá đâm là đâm lưới lưới nha các bạn. Chặt cây đó bó tre đem theo đi. Mát mà. Thấy mà, lưới ép kìa. Lưới này nó cũng cũ lắm rồi. Chìm mấy sao rắn cho mình. Cá bự đâm rồi đó kìa. Không có bình phao luôn. Có hết chân không? Nghe thằng này sao đâu ơi. Mày nói ngộ quá, mày gọi mày bơi thì liên quan gì tao. Chị Mỹ cầm. Nãy có phao, có con đâm chỗ phao xanh này nè. Dính cái ghè luôn. Dính cái ghè luôn, vuột luôn. Con nhỏ à. Có cá đâm. Ôi con này bự quá. Ngon ngon ngon. Ôi nghe cái mặt đập ngon quá tài luôn kìa. Để ta thả theo mặt đập là cá dính. Cái này là thả lưới chỉ đợi là nước gồng sát để đi chài thôi các bạn. Tí nữa mà làm mới là chín nha. Chỉ là phụ thôi. Đập tiếp. Ủa, thấy ướt không xà? Đi chạy mà sợ ướt. Mày hứa không? Mày sợ xạo, mày thấy xuống dưới đi xong đi. Em sợ. Quá trời quá đất rồi. Khúc này im nè, cá nè. Nó. À, dính cá rồi đó. Nó. Kéo đi, kéo đi ông ơi. Phao trắng, phao trắng, phao trắng. Chìm phao luôn. Từ từ, từ từ, từ từ. Từ. Con gì đây, con gì đây, con gì đây. Sao đừng biết nữa. Chơi chữ đâm cái chìm cái phao mà đâu vậy trời ừ. Ơi cái lỗ lưới kìa ăn mày luôn rồi giờ lưới này thả không dính con nào luôn trời ơi đợi cá nhiều nha tham thì thầm không dính một con luôn vô khách luôn trời quá. Trời con này nó xui lắm nè con này nó dính cục luôn không chạy được nè trời ơi con cá bự đâm ầm ầm không dính. Ai con cá bị ghẻ nữa bây giờ chứ. Đó cũng có một cái người thả lưới nữa. Đây thả không cần ghe. Đi dưới sông luôn. Thả bằng phao. Thả cái đó mát ra. Thả cái giáp cái sông luôn nha. Ghê ghê ha. Nửa vỏ chưa chú? Chưa vỏ chưa nữa ha. Nào con coi ha. Đây. Đây thao ít vậy thôi chứ là trên vỏ là sắp đầy rồi đó. Kết thúc màn thả lưới thì khoảng được một chục con cá mè dinh các bạn. Rồi bây giờ thì bây giờ thì xuống sông mò nha. Gì? Bắt cá mò sò luôn hả? Rồi. Đừng có nói đổi mà đi mò sò nha. Cái chiến thuật hôm nay là đi bắt cá nha. Ông cậu xuống muốn mò chang chang với sò luôn rồi nè. cái sông này thì khỏi phải nói. Chứ là gò tay xuống là hốt rồi. Đi còn sợ đứt giò đó. Bắt sò thiệt luôn vậy không mập? Đi chạy thôi. Vậy vậy? Chạy. Chạy đi, chạy cho mập lặn đi chứ. Chứ để họ bắt sò luôn à. Sò là không có nằm trong chương trình nha. Rồi ơi, mới lặn một cái mà hút nắm vậy đó hả?
Có lấy lấy tơ lướt kìa cho hai người cắn. Ờ đúng rồi. Mò không? Mò vậy? Mò đâu? Mò trong cây cầu mò ra cũng quá. Ra vô chỗ. Wow, nó chứ. Trời ơi, sò dữ vậy. Con đó con chăn chan mà. Rồi nhiều dữ vậy. Mò hồi đó về rõ đó. Mò mẹ đi về làm món mua lá hành rồi lá hẹ. Thôi. Thôi. Nếu mà nhiều quá thì mò. Mò. Có lời. Thôi vậy bữa nay mình mò chăn chan đi. Đó. Dữ vậy? Đảo quá trời đã rồi. Tao mập con nghe nó hồi là hồi sau chở về chìm ghe luôn mà. Dữ lắm mà. Ôi trời ơi con này bự nè. Quá nhấp, quá nhiều, quá nhiều. Con bự nè. Quá nhanh, quá nguy hiểm. Ồ, bữa nay đổ món luôn đó ơi. Một hốt là tháo nhiêu con mà. Trời nấp luôn nè. Ở dưới gì? Chỗ là đánh chỗ. Ồ, chết là ăn. Dữ lắm trời. Xuống thiệt. Cà cặp bé đi, thôi tôi không xuống đâu, chút xíu đi. Em lại dắt gì mẹ, em lấy chân chan. Một hốt bao nhiêu hả? Cái sông này cũng nhẹ lắm. Đi cho chừng đứt giò nha. Con cậu không hốt kìa. Hết. Trời ơi. Giỡn sao. Một lặng mà nhiều nè. Quá trời luôn. Đang đánh heo ha. Heo. Đó. Khai đây rồi lụm rồi. Rồi kiểu này là hốt kiểu này là hồi chìm giỏ thiệt rồi. Dữ lắm á. Ờ, lặn 2 kiếm tôm mẹ nó. Trời ơi, mẹ. Bỏ đây nè, tôi rửa. Bỏ đây. Nào đến chỗ mày mà mò mò. Trời ngốc luôn nè. Người đúng không? Trời ơi. Thăm mình. Rồi. Lặn hồi đi cặn cả nó vô sầu. Rồi. Rồi luôn. Rồi, anh em tuôn xuống bắt sòi nha. Đúng vậy, hốt nóng đâu. Bỏ đây nè. Bỏ đây cho Kha lượn. Cáo à. Sướng 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 được. Mày lên mày lên. Tôi lặn nó bắt cá mà ai đâu lặn. Hai tay là hai con. Ở đây mà. Tổ hốt đắm rồi mày. Trời hốt đắm rồi hai tay hai con. Trời ơi từ. Nè quá trời đất rồi. Này bữa nay ăn đi luôn. Nghe nhà Toàn ơi. Này chứ không phải đi bắt cá à. Tình hình là mò nãy giờ là chưa đầy 5 phút nha các bạn. Chưa đầy 5 phút mà đã bao nhiêu sò. Anh hai quay dưới đây nữa mới giữ. Con chan chan chứ. Dưới đây nữa nè. Ồ. Chỉ là lặn xuống rồi hút lên thôi. Không đóng vô không kìa kìa kìa. Nó làm lụt lụt lò đâu. Không thể tưởng tượng cái mức độ nhiều tới nỗi vậy á. Mày không về luôn rồi kìa. Đó, quậy đục quá nước trời luôn. Chưa đầy 5 phút mà. Anh hai, hãy gớt dưới đây con hả? Hãy gớt dưới đây nè. Thôi bỏ đi Khơi, nó nhiều quá rồi. Mấy con gớt là mình cứ bỏ ra đi. Không quan tâm. Mày rửa thôi cho nó sạch sình là được rồi. Kìa, mấy ông cứ hốt lên kìa. Nó thấy không? Hốt lên rồi bỏ, hốt lên rồi bỏ rồi hơi đâu mà lụm mấy con gớt. Mày đạp đầu vô bẩn. Trời ơi. Trời ơi. Này đâu nó chạy lắm á dữ. Hò nó cũng dành bắt quá trời. Tiếng nó bố tụi ta này. Nãy giờ từ đó từ mấy hận lết lại đây chừng 3 thước kìa. Mà hút như sò nè. Quá què. Con chan chan chứ. Dành bắt vậy đó. Cái gì mày? Nếu mà tình hình như thế này thì anh em cứ lặn sò như thế này thì một hồi mệt rồi tới cái lúc bắt cá thì không ai lặn được hết. Thằng ca xuống rồi. Thằng ca thấy nó hăng quá nó xuống rồi. Vậy xuống luôn hả? Ôi dễ gì. Dễ gì hả? Tự cởi áo xuống nha. Quá là ập lắc giờ chơi mà sao lộn lại sao nhiêu nè. Thì mà nó không có. Nó dữ hả? Cái này lấy gì để rửa cho lẹ trời. Cái gì vậy? Bỏ xả nó có. Ừ bỏ gì đây nè. Ừ. Con rửa nè. Lên cái quán hồi nãy mình mượn cái gỗ. Lên cái đâu được. Thấy đi, ngồi đấy đứa cướp á, căng ra rửa. Ừ. Thì có tên lưới đem theo đó. Dạ, đạp. Vô vỏ nha. Ta đứng đây ta bắt tới chiều luôn. Bắt tới chiều luôn hả? Đứa thiên quá để cho em rửa đi. Đi đi cho chừng đứt giò đó nha Kha. Thấy dữ lắm dưới bọn giò nè.
không dám đập mạnh nữa. Nghe dân ta đồn đây là không dám đi xuống mấy sông đó. Quá dữ quá dữ. Về làm món cơm hến ăn nha hả? Ăn không? Cái này làm gì ngon không? Ủa lộn, cái này cũng chan chan mà lại hến hết rồi. Cái này về luộc ra ha, cái đầu mua củ hành, lá hành, lá hẹ. Xào. Anh hai, biết làm gì ngon không? Gì? Ấy cạo gì á? Ờ. Là kho sả là ngon nhất. Cũng cực khổ mà lên. Kho sả không? Cũng nguyên giờ. Duyệt. Ai bỏ? Sả rồi, bà chảy thương ra. Mập đó mày. Đi chào lại sao? Em đi mò cà phê. Tình hình này thì họ không biết lặn cá nữa không? Lặn mà sâu có con bự. Cái giọng. Ở con này có gông luôn nè. Gì cưng? Cá mỡ. Hàm lắm không mập? Rồi không rồi, có cá tới cá rồi, ông lặn nổi không? Anh chui. Thôi lên bờ hết trơn là tôi cũng đi về luôn đó nha. Quá vui, quá vui. Hư ganh, hư ganh. Bữa nay thú quá. Quá trời quá đất rồi, quá trời quá đất chan chan rồi các bạn ơi. Cái này chỗ này 4 con nè, đây lại nè, dưới miếng nước nè. Có thầy với kha đi xuống quá. Trúng được kèo chan chan. Xin chào mọi người và các bạn. À, là cái lúc này là cái lúc cách đây là khoảng cách cái lúc mà hồi nãy là khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Sau khi chài một chút thì mấy anh em cậu cháu lại quyết định đi mò sò nha. Rất là rất là quê luôn á. Mới có chài vài cái là anh em thấy nản, anh em đi quay sang mò sò với Trang Trang à. Rồi nè, mò bao nhiêu con rồi nè. Cứ con em anh hai. Và đừng lấy lướt, đừng lấy lướt. Dự định ban đầu là đi bắt cá nha. Nhưng mà quay rồi lên lướt lướt á. Còn bây giờ tự nhiên cái chuyển sang mò sò bắt chan chan rồi nè. Bây giờ hốt bây giờ là mấy khoang rồi nè. Mấy khoang luôn rồi đó các bạn. Đầy nhóc hết trơn rồi nè. Cá thì không chịu bắt đâu. Thấy sò nhiều quá giờ đi bắt sò nè. Nè có chứ được vài con tép với ổ lộn. Vài con cá mè dinh với mấy con tôm mà. Và bắt đầu chuyển sang mò sò hết trơn. Mấy con sò này rất là dễ các bạn. Nó nằm ở cặp mé là chỉ cần kéo kéo cái đầu mũi vỡ rõ lụm thôi. Ok. Không có mày thì lên sóng mày. Lên lên sóng chị Thành. Giờ thôi. Thấy hốt quần áo lên sao. Ơi. Cá bự không chịu ăn. Ăn sò hả? Thiệt là tình vậy đó. Hồi nãy tình hình là gần đây 3 phan. Còn bây giờ là khoảng 5 phút thì giờ 4 thanh niên hốt ra. Nó ngập 3 phan luôn các bạn. Dữ lắm à. Quá trời nhiều luôn à. Cảm nào? Ai ăn sò thì ăn sò, ăn chan chan thì về quê hốt nha. Ở dưới quê là đầy luôn ha. Ôi, con kha nó mốt hốt có 1-2 con à. Nó la, ôi cũng được nhiều ha. Mấy cào hốt chan chan hay gì đó, liên lạc với ăn kha. Mấy con bè ơi, hết rồi. Trời ơi, nè, còn nắng nữa nè. Lôi vô cái tiết. Lôi mũi vô. Bây giờ nước lớn chảy vô rồi mà mấy mấy cậu cháu vẫn chưa chịu về. Vẫn cứ mò sò. Không biết sò chứ Trang Trang có cái gì hấp dẫn mà cứ đeo hoài. Cá cũng không chịu bắt luôn. Lấy cái gì có rửa hả? Đi rửa cho nắm ra quay ha. Rồi lấy cái gì rửa đây. Không có cái lấy gì tha tác vô cho sạch đó. Còn nữa không mập có rồi chơi hóc hết trơn luôn.
chuông. Con trùng chúa nè. Đâu còn sống không? Mấy con bự thường thường nó chết rồi. Đặng nào kéo đặng đạp không mắt hả? Con trùng chúa chết con kìa. Thôi được rồi. Có hôm mày đạp đi nha. Nắng quá trời nắng rồi. Có thằng lặn ngoài này chưa? Chơi gãy hầm hả rồi. Mày cho mày ngồi sao không chị? Đặt. Bà la. Còn không mà lặn dữ vậy? Trời ơi. Nó mò nắm nó giục cái mày xong nửa nắm rồi. Rồi rồi ướt hết rồi. Trời ơi. Thôi xin hẹn mọi người và các bạn ở công đột luộc sò nha. Bây giờ cũng sắp về rồi. Tí nữa về luộc sò nha. Rồi cho mọi người và các bạn xem là hôm nay sẽ được bao nhiêu sò với Trang Trang nha. Cái này có hai loại nè các bạn. Đây nè. Con này người ta gọi là con Trang Trang nè. Quê mình á. Con này là con sò. Nó dài dài ha. Quá trời nắng. Xình không à. Chưa ngon đâu. Tí về nhà rồi nấu rồi luộc rồi tách ra. Đó đó. Làm món nó mới ngon nha. Quay sát rồi. Rồi, bây giờ là chuyển địa điểm. Chuyển địa điểm nha. Chưa lớn mà còn đứng đứng. Nếu giờ căng lớn làm rửa. Thôi anh chạy về cái mình lấy rửa lấy luôn. Rồi anh em lên nha. Dạ, anh em lên anh. Gánh cá, gánh sò lên đây. Làm đều có được chứ chưa. Nhanh kêu nè. Lên lên, tháo lại lên. Nè bỏ vô trong mấy rồi, nhanh kêu cô ba bỏ trong cái mùng á. Hai cá bốn tượng còn sống hả? Bốn tượng. Rồi rồi rồi. Hôm nay đi bắt cá mà gánh cái nỗi mà gánh vậy luôn đó các bạn. Mập cừ lắm thẹn à. Quá tự kinh cảm. Đem cái này lên nhà người ta mọi người nhà tưởng cá là hết hồn luôn à. Dở ra cái chó nhán mặt mày luôn không? Cái dạm. Con xin chân nữa. Cạn bây dầm vô gánh luôn đi. Kiểu này cá lộn xộn hết trơn luôn rồi. Quá trời quá đất rồi. Mình gánh tôm nha. Cặp, cặp vô bắn luôn. Đã trên đây nè, hỏi cặp. Cặp vô luôn. Cho nó cứng. Rồi đúng rồi. Rồi lên. Thôi. Máy tạ máy tạ. Cái kiểu này hơi trừ á. Cá, bắt cá vậy gánh đi không đó. Đó. Chưa chân là mà ba là hết hồn rồi đó nha. Con lại đây, con lại đây. Hả chứ con đi. Dưới cái máy cá ngát hả? Cánh không nổi luôn không mập. Mới tuột. Quá trời quá đất rồi. Như căng chân mà. Thôi lên. Nói không nói không? Lên. Trời ơi. Dữ lắm rồi. Thôi ơi con nè. Xin con. Thôi ơi con nè. Thấy cái gì chưa? Tao mập dở ra coi. Ôi trời. Quá trời luôn rồi. Thôi. Quá trời quá đất luôn rồi. Một đống chùm ngụm luôn. Con uống đại đi con ăn nữa. Chờ hai con tôm. Quá trời đã. Quá đã, quá đã, quá đã. Này. Được cá lên cá, được cá, đừng có mò lộn lộn cái cá. Rồi, bây giờ là lên tới nhà luôn rồi nha các bạn. Ở đây là mấy con cá bắt được của ngày hôm nay nè, với được mấy con tôm à. Này thì cỡ ký ngoài à. Không được nhiều.
anh em lo mò sò quá trời, mò sò với mò hến quá nên là chỉ được sò với hến thôi. Cái này cũng độ mấy chục ký á, hai người gánh mà. Giờ thì rửa để hồi nấu để tách ruột ra, không biết là được như thế nào đây. Nhưng mà cái này thấy cũng nhiều dữ á, thấy ham quá, rất là nhiều. Thôi để một hồi, bây giờ thì lạnh và mệt lắm rồi, tắm rửa ăn cơm tí để cho rồi tách ruột ra coi xem được bao nhiêu nha. Mấy đứa nít nó cũng ham quá trời ham luôn nè, thấy gánh quá trời gánh luôn, tưởng cá dữ lắm rồi, chạy theo bu coi quá trời luôn nè. Chừng đứt tay đó, chừng đứt tay như mấy đứa nó bé lắm đó con, quá trời luôn. Ông mập này ông toàn là ông ham hến, ông mò hến không à, ông bắt cá gì cho sao lo bắt cá, cũng có cá ăn giờ hến không à, hến với sò.